em hướng dẫn qua về cách sử dụng. Lúc đầu là mình phải rút lại ra. Ấn 5 lần cái nút này để bật và tắt. Sau đó cho nhựa thông vào. Ấn một tí để nhựa thông nó dính vào và chảy ra. Sau đó đậy nắp. Và mình bắt đầu mình sử dụng.